Ta sẽ cùng nhau đi săn đồ chơi em nha. Wow, trên cây này có một hộp đồ chơi này các em này. Ta sẽ cùng xem nào. Wow, đây là một hộp đồ chơi có 3 xe này. Đó, xe môi trường này, xe chở rác và một chiếc xe nâng này. Một hộp đồ chơi nhá, cho vào giỏ, một hộp đồ chơi vẫn mới đấy các em ạ. Tiếp tục đi nào. À, ở trên cây này có một chiếc xe ô tô này các em này. Sẽ cùng xem nào. À, đây là một chiếc đầu tàu hỏa Thomas này. Đi, tàu hỏa Thomas nha. Rồi, qua. Ta sẽ cùng lại đây xem nào. Ở đây có rất là nhiều đồ chơi này các em ơi. Có xe máy này, xe container và các cái chiếc xe nó đang bị hư hỏng này. Ta sẽ cùng xem có các cái chiếc xe gì các em nhé. Xem nào. Đầu tiên đi. Một chiếc xe cảnh sát này. Xe mô tô cảnh sát các em nhé. Đấy, có âm thanh này. Rồi, cho vào giỏ nhé. Một chiếc xe mô tô cảnh sát này. Tiếp theo nào. Một chiếc xe buýt này. Đây là chiếc xe buýt 2 tầng nha. Đấy, có đèn, có nhạc này. Cho vào giỏ đi. Ta sẽ cùng nhau để sửa chữa cái chiếc xe này em nhé. Đầu tiên xem nào. Một chiếc xe container này. Xe container màu vàng nha. Đó, đây là phần đầu xe. Rồi ok. Vậy là đã xong rồi nha. Một chiếc xe container màu vàng rất là đẹp này em này. Cho vào giỏ đấy. Tiếp theo nào. Xem xe gì đây. Wow. Đây là một chiếc xe chở động vật này em này. Xe này nó đang bị hư hỏng này. Ta sẽ cùng sửa chữa chiếc xe này nha. Đó, ta sẽ cùng bắt vít vào. Ta sẽ bắt các cái chiếc ốc vít này vào nha. Rồi, một chiếc ốc vít nữa thôi. Đó, như vậy đã xong phần đầu xe rồi nhé. Tiếp theo, ta sẽ lắp phần bánh xe. Ồ, đây là bánh xe này. Một chiếc xe chở động vật. Ta sẽ lắp vào đây. Rồi. Ok, xe đã sửa xong rồi các em nhé. Ta sẽ xem ở bên trong này có các cái con vật gì nào. Đó, bên trong này có rất là nhiều các con vật này các em này. Một con sư tử này. Tiếp theo này, con ngựa này. Con hổ này. Hươu cao cổ này. Con cừu này. Cá mập đầu búa này. Con bò sữa này. Cuối cùng lại một con sư tử nữa các em nhé. Wow, bên trong này có rất là nhiều các con vật đấy. Một chiếc xe chở động vật này. Rồi, cho vào giỏ nào. Tiếp theo. Đây có một chiếc xe nữa này các em này. Đây hình như là một chiếc xe cứu hỏa. Ta sẽ cùng sửa chữa chiếc xe này nha. Đầu tiên xem nào, sẽ lắp phần đầu xe đi. Rồi. Tiếp theo ta sẽ lắp phần thân nào. Đó. Ta sẽ bắt vít vào nha.
Rồi, một vít này. Hai vít này. Ta sẽ bắt ba vít nha. Rồi. Đó. Giờ ta sẽ lắp phần bánh xe. Ta sẽ lắp bánh xe nữa là đã sửa xong được chiếc xe này nữa rồi các em nhé. Đó, bánh sau này. Rồi, ok. Một chiếc xe chữa cháy này. Đó, cần rất là dài luôn này. Xe chữa cháy màu đỏ rất là đẹp nha. Cho vào giỏ đi. Wow, cuối cùng còn một chiếc xe rất là to này các em này. Đây như là một chiếc xe tải. Yeah, xem nào. Ta sẽ sửa chữa chiếc xe này. Đây là phần người lái này. Đó. Phần đầu của xe đây các em nhé. Người lái này. Tiếp theo lắp phần thân của chiếc xe này. Rồi. Đó, ta sẽ bắt vít vào nha. Tiếp theo ở bên dưới này nữa này. Đó, như vậy đã xong rồi. Một chiếc xe bánh đà các em nhé. Đây là phần thùng của xe này. Ta sẽ lắp vào xem nào. Một chiếc xe tải rất là to và đẹp luôn này các em này. Các em cùng xem nhé. Đó. Đó, sẽ cho xe vào giỏ nhé. Wow, rất là nhiều xe ô tô này các em này.